Duy nghĩ sao về vườn rau? Thôi ba ba, đậu đang yên đang lành, đừng dính với phản động căng lắm ông nội. Nghe, thôi thôi đừng gài ông ơi. Tôi đang yên đang lành, tập trung chí thú làm ăn, ông đừng gài tôi chơi phản động nữa chết luôn. Anh nghĩ sao khi Dượng Long lại phát ngôn công nhận Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia? Thì chắc đó nó phản động em ơi. Công nhận Việt Nam là Cộng Hòa là một quốc gia thì nó phản động trong lòng người Việt, vậy nó theo phe Việt Nam Cộng Hòa rồi đó. Thì đã theo phe Việt Nam Cộng Hòa rồi nha mấy em. Vậy đi, tao đang làm ăn ngon lành mẹ dính tới mấy em phản động này căng lắm, đam tao chết sao. Có ông nghệ sĩ nào đó chia sẻ tin của RFA tiếng Việt bị một kênh chống cộng khét tiếng, bị chửi quá trời kìa anh. Ông nghệ sĩ nổi tiếng gì ông Vượng Râu chứ ông nghệ sĩ gì nổi tiếng, cha đó tai tiếng nhóc. Ông ngoài Bắc lạ gì ông đó nữa, tao miền Nam tao không biết đây. Ông chia sẻ cũng RFA đúng không, xong rồi ông đá đểu dân Hải Phòng nữa. Ông nói đồng biển cũng phải phải phía đông miền biển hay gì đó quên bà rồi. Nói chung ông nói gì đó giờ nhiều rồi em, tại mới thấy thôi chứ em mới vô giới này mới biết, chứ ông cũng lâu lâu cũng khịa ghê lắm. Nói chung theo anh thấy là dân, những người yêu nước ngoài Bắc là không ai yêu ổng hết đó. Cái đó là sự thật, nên anh cũng muốn dính vô ông này nữa. Mệt lắm, không có giá trị thương mại mày ơi. Vì cho Tuyết Ngọc 3 triệu kìa boss ơi, kệ nó. Cho 3 triệu gì đó, nó cho ăn bơ thôi, 3 triệu gì. Nói chung Tuyết Ngọc cũng chịu khó viết rồi, comment nó dài dòng vậy cũng chưa mất dạy mà 3 triệu gì em. Em đừng có bậy quá. Anh sống anh có quan điểm của mình, anh có lập trường của mình. Đó, đối với phụ nữ là anh tranh luận một hai câu xong anh sẽ khép lại câu chuyện, anh sẽ không tranh luận nữa nha. Cảm thấy không nói được thì anh sẽ không nói nữa đó. Ngoài lề tí tập gym như thế nào để mọc râu được như anh vậy? Tập gym ở THOL uống súp của BBB em. Ai ở nhà mướn gì anh thì anh không biết, anh không biết ai ở nhà mướn hết đó. Đó, anh chỉ nói vậy đó nha. Vì xin lỗi tài sản của em của anh không bằng một góc nhà em, vậy thì mày gia môn mất hạnh mẹ nó rồi chứ còn gì nữa đúng không. Nhà mày giàu quá sao cha mẹ em không có cho mày tiền vô trường quốc tế học, đi vô comment ngu thấy mẹ luôn đúng không. Người thắng kẻ thua bây giờ chưa nhận định được đúng không. Đừng có mở miệng ra là giàu nghèo ở đây, anh giàu hơn ai. Một thằng đi nói xấu người đã mất như thế, tự xưng là đàn ông nhục thế. Thứ nhất anh không nói xấu người đã mất nghe, thứ hai là cái câu chuyện đó là câu chuyện anh đang cái thằng phản động. Cái thằng phản động nó đụng tới cái chuyện đất nước Việt Nam này, đất độc nước độc nên phải ABC và DOF. Thì cái đó đó em là một người Việt Nam mà em câm lặng trước cái hành động đó thì em là cái con hèn, cái con mất dạy đó. Cái con có cũng được không có cũng được, không có đó đứng là đẹp hơn. Còn anh Duy Nguyễn đứng ra để Duy Nguyễn chiến đấu với thằng đó đúng không, để Duy Nguyễn chiến đấu với thằng đó, và thằng đó nó đưa ra rất là nhiều giả thuyết. Anh Duy Nguyễn phải chiến đấu bẻ gãy hết tất cả những giả thuyết của nó. Và cái gọi là giả thuyết thì chưa phân biệt được tính đúng hay sai, đúng chưa? Chưa phân biệt được tính đúng hay sai. Những giả thuyết đó có thể đúng. Rồi các bạn dám nói là những giả thuyết đó có thể sai không? Những giả thuyết đó có thể đúng. Nhưng mà tất nhiên trong lúc mà mình nói, mình nhận định, mình làm cho người khác cảm thấy hiểu lầm và buồn thì ok, mình xin lỗi hết. Nhưng mà anh Duy Nguyễn vẫn là một anh hùng. Đặt vô mày là một người dân Việt Nam trong hoàn cảnh đó, mày làm được cái gì? Hả? Cái con rầm. Đúng không các bạn? Bởi vì cha mẹ đẻ ra em thôi, đất nước là chả cần. Nói thẳng luôn. Nó các bạn sâu củi cái sự việc đó rồi. Ông của tôi chiến đấu với mấy thằng khốn nạn đó đó, đâu phải là một clip mà là hai ba clip luôn. Bạn nhớ không? Nó nói là Việt Nam này rừng thiêng nước độc, Việt Nam này ăn ăn ABC DOF đến nỗi mà phải sợ ABC đưa đây nó đó. Đó. Cái câu đó các bạn tức không? Mà không phải từ cái câu đó không, từ cái câu đó nó còn nhiều câu khác nữa mà nó không phải là một ngày mà nó sâu chuỗi của hai ba ngày. Tất nhiên đúng không, trong trong lời nói của mình làm cho người khác cảm thấy buồn bực tổn thương và hiểu lầm, mình xin lỗi hết, mình sẽ xin lỗi các bạn nghe. Nhưng mà mình vẫn ngạo nghễ là một người Việt Nam đúng không, mình sẵn sàng chấp nhận rủi ro hy sinh để bảo vệ Việt Nam này thế thôi. Còn mày mày làm được cái quần gì mà xạo trẻ râm rồi. Cái con não bò Tuyết Ngọc này giám đốc chỉ nói mày hai câu thôi, câu thứ ba ăn bơ online mãi mãi.
đàn ông anh là vậy đó. Anh sẽ nói, nhưng mà nói một lời, hai lời, anh không nói nữa. Nghe, nhất là với phụ nữ. Rồi các bạn thích lại như làm đi, nhỏ này mình cho nó unbow online. Thế thôi. Cái gì đây, đọc không hiểu nha. Cái gì à? Thằng láo lợi lên nói chuyện phách lối. Không hiểu thằng láo lợi là thằng gì. Hôm đó anh Đam cảm xúc quá thôi chứ có gì đâu. Nói chung tóm lại thì thằng nào đụng tới Việt Nam này nọ anh cảm xúc lắm em. Thật sự mà nói Duy Nguyễn cũng chỉ là người làm ăn thôi mà. Chủ yếu ổng lên đây Đam phản động thôi chứ thấy hình ảnh của ổng cho bán cháu lòng. Ở nhà ổng là tốt rồi. Nói chung thì các bạn muốn đánh giá về mình thì các bạn xuống tiền BBT bằng tầm thời gian đi. Bạn sẽ đánh giá được về Duy Nguyễn. Bạn gặp Duy Nguyễn ngoài đời đi là bạn nói chuyện bạn ơi. Chứ còn bạn sống chưa có làm được gì cho đời đó, bạn gáy quá tôi cũng mệt, nó nói chuyện qua lại hồi cãi nhau. Nâng cấp giáo án thôi, cậu chậm tiếng quá, cậu nó vậy đó bạn ơi. Quá tuyệt vời, nó ngu không hiểu tinh thần yêu nước. Thì nói chung là gia môn bất hạnh mà, cha mẹ dạy dỗ kiểu gì đó không hiểu tinh thần yêu nước. Hôm qua mình thật sự mình cũng rất là ngại khi mà nhắc tên của người nào nha các bạn. Nhưng mà mình có cái sự việc này mình muốn chia sẻ với các bạn thôi, nhưng mình không muốn đi sâu. Thì trong cái sự việc mà em trẻ lỡ dại mà ngồi làm hành động mà đáng tiếc bên Úc đó, rồi xong rồi giờ nó có những vấn đề về cuộc sống này nọ, thì trên bên Úc có ông kia ông gáy, bên Úc ông kia có ông kia ông gáy, ông đang bình luận về ông mở một cái livestream, ông bình luận về hai sự việc. Thứ nhất là sự việc con nhỏ đó, thì sự việc con nhỏ đó là góc nhìn của ông, mình không khe, mình không nói, mình không đam, biết gì hết á. Nhưng mà ông có một cái sự việc ông nói về cái về những cái trận chiến dẫn tới ngày 30 tháng 4, xong rồi dìm hàng Việt Nam các bạn đó. Mà tuổi cũng không lớn hơn mình nhiều đâu, chắc lớn mình chừng tuổi 2 tuổi gì đó, mình coi đại diện là F2 đó, bên Úc nha. Rồi các bạn đừng đi sâu vô việc này, mà tôi nói ở đây các bạn biết người đó là ai không đó, đừng đi sâu vô nha, biết vậy thôi. Tức là giờ rửa mặt cho sự thua cuộc đồ này nọ đồ đó, nói là Việt Nam xé hiệp định Paris đồ, vẫn là câu nói rất là cũ các bạn. Vẫn là những câu nói rất là cũ. Duy Nguyễn Đam ghê thiệt, làm con Ngọc im luôn, im không im gì giờ Duy Nguyễn cũng không trả lời. Cái đó là quan điểm đàn ông, cách giữa đàn ông mà tranh luận với phụ nữ á, là một câu hai câu ngưng, không nói nữa. Mình chỉ nói quan điểm góc nhìn hết, không có phân tích thêm về phụ nữ. Đó là hành vi văn minh của anh Duy Nguyễn dành cho phụ nữ đó nha, bởi vì phụ nữ thích anh Duy Nguyễn lắm. Mà nhây quá là Duy Nguyễn lót đó chứ không phải giỡn không. Thùy Dương có hay hỏi thăm Duy Nguyễn không? Không không. Nói thiệt chứ fan của Duy Nguyễn đa phần là mấy đứa con nít tự bu rồi lại thủ dâm tinh thần. Đúng, những đứa con nít đó nó có tiền, nó làm cho Duy Nguyễn có tứ trụ đó. Đúng không bạn, fan của Duy Nguyễn là những đứa con nít, và những đứa con nít nó có tiền, nó làm cho Duy Nguyễn có tứ trụ đó bạn. Vậy thì mày thua những đứa con nít rồi con. Nói thật sự đó, một điều mà Duy Nguyễn rất là tự hào trong cuộc đời là fan của Duy Nguyễn đó. Fan của Duy Nguyễn là nó nằm ở cái tầm rồi các bạn. Nó nằm ở cái tầm rồi đó, Duy Nguyễn rất tự hào về fan của mình. Thật sự đó, Duy Nguyễn không phải là nghệ sĩ, nên cái dạng fan của Duy Nguyễn nó nằm ở một cái phân khúc khác. Còn ví dụ như các bạn là người này nọ kia thì bạn làm những video giống như chịch gái sọt gái rồi fan bạn từ lâu chưa hết. Xin lỗi bạn nào nói fan của anh Duy là con nít, mình cũng là CEO đàng hoàng đó bạn. Thì đó mình nói rồi, fan của Duy Nguyễn là con nít nhưng mà là rít kích. Rít kích này đó. Rít kích này sử dụng dịch vụ của BBT làm cho Duy Nguyễn có tứ trụ. Chúc anh mở lại phòng gym anh mở liên tục đâu đóng đâu em. Hình ảnh Bác Hồ là để treo ở những nơi tôn nghiêm kính cẩn, vậy tiền in hình Bác Hồ mà ném vung vãi có được xem là xúc phạm Hồ Chủ tịch không bác ơi? Bây giờ nó có hai vấn đề, cái hành vi này nó hơi sâu, anh không biết là có vi phạm pháp luật hay không, em nên hỏi luật sư và em nên hỏi cái cơ quan nhà nước để người ta trả lời cho em cái hành vi là cầm tiền Bác Hồ mà chọi tùm lum á thì có vi phạm pháp luật hay không. Nhưng mà theo anh biết á, ví dụ như cầm tiền mà đốt đó là vi phạm pháp luật đó, anh chỉ biết cầm tiền đốt là vi phạm pháp luật thôi, còn cầm tiền có hình Bác Hồ mà rải tùm lum tùm la thì không biết có vi phạm pháp luật hay không đó.
Còn nếu mà là một người Việt Nam mà làm cái hành vi thì cũng hơi sơ hở, hơi kém khôn ngoan. Nói chung là dễ bị người ta cáo buộc vô cái tội, thứ nhất là phỉ báng quá, thứ hai là cáo buộc vô cái tội là này nọ kia, nó hơi bị phiền phức chút đỉnh. Nếu mà cầm hàng mã thì ok, đúng không? Mình cầm hàng mã là hàng để quăng mà, hàng để đốt thì ok. Tôi không phải fan, chỉ thấy thì ủng hộ, thấy chất thì chơi, chính xác. Hết sức cho bạn làm nữa đi bạn. Hết sức chưa à? Sao anh không in tiền? Sao anh không in tiền gắn hình tứ trụ với để hình anh lên luôn? Mày có bị điên không mày? Đâu in tiền là phạm pháp. Thằng phản động lâu lâu ngày vô hỏi vẫn ngu à. Theo anh thì Việt Nam Cộng Hòa bên đó là một tổ chức vô thừa nhận, vô tổ quốc, vô liêm sĩ đúng không anh? Em mà nói gắt quá em, nói phủ quá. Ok đúng. Ok đúng. Rồi, tất cả nè, thứ nhất vô thừa nhận là chắc chắn rồi, vô tổ quốc đúng luôn. Còn cái này vô liêm sĩ, vô liêm sĩ thì theo thấy cũng đúng nữa. Đó, tức là ở bên đó mà không làm cái việc để báo ân cái đất nước đó, đúng không? Mà tối ngày mơ mộng về chuyện này chuyện kia, xong rồi từ đó quyên góp từ thiện bậy bạ để xào chẻ đồ thì cũng vô liêm sĩ thiệt. Nè, như Vũ Tiên Sinh comment được nè đó, Vũ Tiên Sinh comment là các bạn đọc hiểu nha các bạn đó. Vũ 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 Tiên Sinh comment mang tính chất cà khịa nhưng mà là đúng đó các bạn. Đúng đó, không phải giỡn đâu. À, chú ơi, bình thường một tháng học ở bên Mỹ là bao nhiêu tiền? Một năm từ 50.000 tới 100.000 chia ra từng tháng đi con. Nay nay toàn đam mé mé, không còn gắt như trước nữa, xem không khoái bằng lúc trước. Vẫn gắt chứ bạn. Tại bạn không thấy được cái gắt của tôi thôi. Bạn không thấy được cái hay của tôi ơi. Đúng không? Trong khi tôi sử dụng rất là nhiều tuyệt chiêu trong đam mà bạn không thấy được cái hay. Mà bạn không thấy được cái hay, đâm ra bạn không hiểu. Bạn không hiểu nên đâm ra bạn không thấy gắt. Đúng không? Nên cái livestream này của tôi đó, bạn cứ về bạn bình tĩnh bạn coi lại đi, bạn nghe hai ba lần tự nhiên bạn hiểu rồi bạn cười à. Đúng không? Tôi đam thâm thúy mà các bạn. Cái gắt của tôi là cái gắt mà đam về nhà phun máu chết. Đúng không? Chứ không có chết tại chỗ bạn. Thứ nhất á, bây giờ á mình đam nó chết tại chỗ thì rõ ràng là cái chết của nó là tại mình không có chối cãi được. Đúng không? Còn mình á, mình đam nó về nhà nó phun máu nó chết thì mình nói nó về nhà nó bị gì đó nó chết không liên quan tới mình. Hiểu không? À, Cali City làm chiến dịch với đám nghệ sĩ dữ lắm. Mày dùng chữ đám nha, cái này là mày dùng chữ đám không phải tao dùng chữ đám nha mày. Cái này là mày dùng nha, các bạn làm chứng rõ ràng. Sau này tôi có dính cái phiền phức gì đó thì các bạn phải cứu tôi nha. Nè thằng Phan Tri nè, mày dùng chữ đám đúng không? Rồi ok, coi chừng chị Trịnh Kim Chi đam mày chết bây giờ nè con. Mày hổn nè. Đó, thì tao bỏ chữ đám ra nha. Tao đọc quá thì tao bỏ ra. Nè Cali City làm chiến dịch với nghệ sĩ dữ lắm. THOL dùng anh Duy để quảng bá, mang tính bền vững, tiết kiệm chi phí rất nhiều. Rõ ràng, chuyện đó rõ ràng. Chứ giờ thuê model 100 năm, 50 triệu, 100 triệu một tháng, tiền đâu mướn ba. Đúng không? Để mình ta làm hết cho nó khỏe. Để mình đã làm hết cho nó có dư nha. Đó, mấy bạn làm chứng chỗ này rõ ràng nha các bạn. Thằng Phan Tri, nó ngồi xe hơi nè, nó dùng cái chữ đám nè. Tôi không có xài nha ba. Đâu có tới kiếm thì kiếm nó đi nha. Tôi không có dùng chữ đám mà. Tôi không nhìn vô đám tôi... chứ giờ để hoa hậu mà đam một cái một là xuống luôn đó ba. Tôi giờ tôi sợ lắm, bây giờ tôi nhát rồi, bây giờ tôi rén rồi. Cái gì ghê vậy mày? Ma sơ vui vẻ gọi bò đỏ Duy Nguyễn suốt đó ba, không sợ hả? Ủa sao bà láo vậy? Ủa ba gọi tao bò đỏ luôn hả? Tao không biết, tao đâu coi nhiều clip đâu ba. Anh chỉ coi phớt 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 qua mấy cái tựa thấy gắt quá thôi thì nó gắt thôi chứ anh đâu coi nhiều đâu. Má sao bà này bà dùng từ kỳ quá, mày qua mày hỏi vậy? Ê tôi làm gì bà chửi tôi? Bà chửi tôi như phản động vậy bà. Đi massage không sợ bệnh hả anh? Em chưa bao giờ đi, chỉ có hổng tiền đi massage nó mới bệnh đó em. Em chấp 10 địa chỉ, em chấp 10 đứa nữa nữa, nó dùng chữ đứa nữa. Các bạn làm chứng nha, thằng này nó dùng chữ đứa nè. Tao phải bỏ chữ đó ra, không tao đọc tao vậy mà tao lỡ mồm chết mẹ nữa. Em chấp 10 Trịnh Kim Chi đó anh.
cần em nổ địa chỉ Tư Gia không? Thôi mày qua mày nổ với chị Trịnh Kim Chi đi, mày nổ với tao làm gì ông nội? Ông đang yên đang làm mà vô cắt kẹo tù lưa hết à? Không có được nha mày. Đó, anh khác. Bây giờ tao nói là nắm đầu thì nắm thằng có tóc, không ai nắm chọc đầu, đúng không? Chơi thì chơi thằng có nem, không ai chơi thằng no nem như mày. Mày no nem với mày nghèo chết mẹ, ai thèm chơi với mày đâu. Nên mày ngồi đó mày gáy thôi. Còn tao khác mày, tao không dám chơi, tao sợ lắm mày ơi. Tao có kinh nghiệm rồi. Nghe. Nên thằng Fanti mày đừng có vô đây mày gây qua đó nha con. Đó, nên các bạn ở đây và an ninh mạng cũng nên ở đây để coi những hành vi gây qua của thằng Fanti này. Nó đang kích động một cái gì đó, không phải tôi nha. À, hiện nay dịch bệnh nhiều quá, cũng nhờ mấy người như bạn giúp đỡ mấy người khó khăn, nếu được bạn rất ok. Là sao? Dịch bệnh nhiều quá cũng nhờ những người như bạn giúp mấy người khó khăn. Xin lỗi bạn, tôi doanh nghiệp tôi khó khăn hơn bạn. Dịch bệnh á, nói chung á, dù như cuộc sống bình thường nghèo khổ quá thì ok tôi đỡ. Còn nếu mà nói về dịch bệnh mà khó khăn thì doanh nghiệp nó khó khăn nhiều hơn dân mà. Ví dụ như bạn lỡ nghèo rồi thì cái tháng vừa đầu là bạn nghèo chút đỉnh. Bạn cơm bình thường bạn cơm với rau thì bây giờ bạn cơm với muối. Rồi mà còn doanh nghiệp tụi tôi nhảy đầu chết luôn á chứ không phải giỡn đâu. Nghe. Tức là doanh nghiệp tụi tôi á là nó không có được cái trạng thái mà nó từ ăn cơm với rau nó chuyển qua ăn cơm với muối, mà doanh nghiệp tôi chỉ có trạng thái một là dịch quay Bắc Kinh, hai là ăn gà quả khó khăn không à. Đó, mà bảo biết không, cái dịch bệnh này á, mà cái dịch bệnh này thằng doanh nghiệp là thằng chết trước, nó chết rất nặng. Nó nói cho bạn hiểu thôi chứ kêu kiệt gì bạn ơi. Tại tôi vừa chịu chơi lắm. Xung quanh Duy Nguyễn là một bầy cá sấu canh me, Duy Nguyễn sảy chân là nhào vào đớp kiếm wheel xiền luôn, không phải xung quanh tôi mà giờ xung quanh người nổi tiếng là một bầy cá sấu luôn. Bây giờ ông nổi tiếng phe nào cũng bầy cá sấu hết á, nó bay vô cắn từ lưu học dưa kìa. Nó bạn coi coi, ví dụ như tôi không tiện nhắc tên thì bạn biết ông Trần, ông Dương Trung Hiếu không? Bạn biết ông Dương Trung Hiếu không? Ông có người nổi tiếng, ông bài thì ông cắn mấy clip rồi đó, ông cắn kinh lắm. À, người ta xóa test rồi, người ta đã viết bài, người ta sơ hở rồi, người ta xóa bài rồi, không biết ông chụp được màn hình đâu ra đó, ông ngồi ông đăng làm 2-3 clip luôn. Nó khổ lắm nhưng mà giờ ông má công nhận hay thiệt chứ, tôi không biết gì trơn á, lướt lướt mạng đọc mới biết. Có doanh nghiệp chỉ cần rút ống là đi xiền luôn chứ, doanh nghiệp nó vậy đó. Biến động thị trường này nó dễ đi lắm nhưng mà giỡn đâu. Còn người nghèo thì cũng lắm nghèo thêm chút thôi. À, Duy cẩn thận nhé, kẻo khổ nữa. Bởi vì khổ lắm em. Trời ơi anh, nói chung là tình ngay đí gian này nọ kia, nói chung nhiều khi chả hiểu mình nói nhiều quá, biết người sơ thở gì không, không căng. Giờ nhát luôn rồi đó. À, anh Duy có làm sắc tăng gì? Anh Duy nghĩ sắc tăng có làm thiệt không? Không hay nói mồm, anh không biết nha. Anh cũng quan tâm tới cái sắc tăng luôn á. Cái gì ma sơ vui vẻ nói thằng bò đỏ Duy Nguyễn bọn nghệ sĩ tuổi gì mà động được, hồi có biến đó anh. Đồ chơi kỹ ba, đúng không, chơi chửi anh bò đỏ luôn hả? Giận hết sức. Tại sao Mông Nguyên mạnh nhiều tướng giỏi vậy mà không ăn nổi Đại Việt anh? Tại lúc đó Đại Việt mạnh hơn em, trả lời cho nó gọn không mập hết. Anh thấy sao vụ YouTube với VinFast anh? Anh nói nhiều lần để em coi lại like cũ đi em. Mấy kênh YouTube của anh có kênh nào bật kiếm tiền không anh? Có chứ em, tùy theo loại video. Như kênh Thái Hình Online là anh bật kiếm tiền đó. Kiếm tiền để trả lương cho nhân viên rồi em. Thuê tụi nó làm mấy video về gym rất là mắc tiền chứ bộ rẻ hả? Công nhận các mẫu áo của BBT đẹp thật. Đẹp thì mua đi em. Đẹp không nhìn nó khó chịu lắm nha, mua đi. Má thằng quỷ Phan Tri nữa lì thiệt chứ ta. Ngay dữ mày. Đó biết nha, không có chuyện gì kiếm nó đi nha. Em thích giày BBT hả? Ok, giày BBT thích mua đi em. 1 triệu đôi, người yêu nước 500. À, người ta nói Duy Nguyễn mở phòng gym là để rửa tiền, có phải không vậy? Mà tiền đâu rửa mày? Hả? Mày có tiền thì mày đi massage, mát sủng, đi đường dây 100 đô, 5 triệu đô, đi lịch nước ngoài nhưng khoa bất không ngon hay sao, đồ mở phòng gym rửa tiền mày ngu. Còn bây giờ trong giới doanh nghiệp mày làm ăn mày giỏi thì tao nể mày, còn mày làm ăn mày rửa tiền người ta chửi mày ngu, sao mày ngóc đầu lên được. Bởi vậy mày chơi mày hít đất gì, để hình hít đất nói chuyện ngu mày. Gamer ai ngu như mày, mày chắc giả danh gamer rồi.